Vì sao kênh Song Sinh Thiên Thần có lượng view nó thấp thậm tệ với ba đứa con? Làm YouTube mà có một tháng có 10 triệu à? Song Sinh Thiên Thần, một cái kênh mà anh rất là kỳ vọng, kênh mà đạt nút bạc trong vòng có một tháng trời. Phú xuống dưới đây á, Phú dẫn chương trình rất là hùng hậu, vỡ ra, tức là hai bạn làm YouTube cũng không thành công mấy. Các bạn sẽ không bao giờ xem được những thước phim như thế này. Cơ hội để Phú chia sẻ những nỗi lòng thật của Phú với khán giả. Bữa nay Phú đang có mặt ở dưới Bạc Liêu, ở nhà của Song Sinh Thiên Thần luôn. Đây là bạn Mai, đây là Vân Vui Vẻ, đây là Thuận Caraman, người lấy xe của Độc Lạ Bình Dương. Còn thiếu vài nhân vật nữa đang rửa chén. Cái chủ đề trong cuộc trò chuyện này á hơi bực mình một xíu, đó là vì sao kênh Song Sinh Thiên Thần có lượng view nó thấp thậm tệ khó hình dung quá. Bởi vì Phú cứ nghĩ á, mà khi Phú xuống đây hay năm qua là kênh Song Sinh Thiên Thần phải là có một cái thu nhập khủng luôn, một năm phải kiếm ít nhất là phải vài tỷ. Nhưng mà giờ 2 năm xuống đây mà hai vợ chồng này nói là kiếm ít tiền quá. Chừng bao nhiêu mấy nhà? Là bình là chắc cả 10 triệu. 10 triệu một tháng hả? Dạ dạ. Anh Mai anh vừa chia sẻ là hai vợ chồng với ba đứa con làm YouTube mà có một tháng có 10 triệu à. Giống như là một người công nhân tự thân người đó đi làm. Mà Phú hơi bất ngờ nha, bởi vì nguyên cả một cái ekip như vậy rất là nhiều câu chuyện, bởi vì khán giả sẽ là hình dung ra là gia đình này sống như thế nào, một cái gia đình cực kỳ đặc biệt luôn. Ở Việt Nam hiện nay không có một cái cặp Song Sinh Thiên Thần nào mà đẹp như là Tâm Chị Thâm Em. Và cả Việt Nam cũng chưa có một cái cặp Song Sinh Thiên Thần nào mà có một người anh tuyệt vời như là Long. Đây đây nè, các bạn Phú sẽ xoay nha. Anh hay Long đang ngồi với Tâm Chị hay Tâm Em? Tâm Chị. Đó, Tâm Chị không? Anh hay Long rất là đẹp trai. Và Tâm Chị cũng rất là xinh gái. À, bà Phú nói là đẹp gái đó. Thấy cùng Tâm Em rất là tuyệt vời. Dạ, con cảm ơn bà Phú. Cả một gia đình như thế này, vì sao làm YouTube chưa có thành công? Phú nghĩ câu chuyện á là do sự e ngại thôi. Vậy thì gia đình này đang e ngại điều gì? Mời các bạn gặp gỡ người trong cuộc. Hello bạn Mai. Cách đây 2 năm Phú gặp bạn Mai đúng không? Dạ. Trong một căn nhà trọ rất là nhỏ ở Bình Dương. Lúc đó Phú lập cho hai bạn một kênh YouTube, và cái điều mà làm Phú hạnh phúc nhất đó là trong vòng chỉ có khoảng một tháng thôi mà kênh YouTube đó đặt nút bạc, đó là một cái kỷ lục luôn. Ở Việt Nam hiếm người làm được chuyện đó. Nhưng mà sao với biết tới bây giờ là cũng gần 2 năm rồi mà kênh YouTube đó phát triển rất là chậm. Thì theo bạn Mai thì cái nguyên nhân là do sao, là trong lòng mình có một cái nỗi sợ hãi như thế nào? Em á là đầu tiên á là em chủ yếu muốn quay là quay các con vui vẻ bình thường thôi. Ừ. Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc cho gia đình. Chẳng hạn ví dụ một video cụ thể cho bà con cô bác hiểu rồi. Như cái video cụ thể là quay tự nhiên nhất là chỉ có ba cha con em ngồi quay thôi, là mẹ gồng đi chăm sóc ngoại. Ba cha con ngồi ăn bình thường như theo như bình thường á. Là Tâm ăn đổ tháo rồi nãy kia phải không? Cùng ba có ba cha con em nhà. Là em ngồi em quay bình thường, các con ăn, trẻ nhỏ ăn là đương nhiên phải có đổ nãy kia, có gớt rồi nãy kia bình thường thôi. Bởi vì ba cha con ở nhà là ba cha con em quay bình thường, nhưng mà những cái video đó nó lại cái nó có view hơn, cái những cái video nó chỉnh chu hơn. Người phụ nữ á, người ta thích cái sự chỉnh chu. Dạ. Đẹp đẽ.
Dạ. Còn đàn ông á là thích cái sự tự nhiên. Dạ, dạ. Nhưng mà chính cái sự tự nhiên, thưa các bạn, chính cái sự tự nhiên và cái sự thật thà, hoặc là trong cái hoàn cảnh mình sống như thế nào, mình show như thế đấy, là khán giả là người ta lại thích. Dạ. Anh nghĩ cái điều đó nó ảnh hưởng tới cái view của em. Em... anh nói thiệt luôn nha, anh là một người làm YouTube cũng có thâm niên, và anh hiểu luôn là khán giả bao giờ cũng muốn là xem cái cuộc sống thật của mình như thế này. Dạ. Chẳng thà giống như em á, làm cái chủ đề khai thác những câu chuyện độc lạ như anh á, thì người ta đâu có cần biết là thằng Phú là thằng như thế nào. Người ta quan tâm, người ta chỉ quan tâm đến thằng Phú đi tìm những câu chuyện độc lạ, nó lạ đến cái mức nào. Còn mình á, theo cái định hướng ban đầu anh lập kênh YouTube cho gia đình đúng không, là quay cái cuộc sống của gia đình của Tâm Tâm, thì á thì em phải làm như thế nào, em phải bộc lộ tất cả những cái góc khuất, góc sáng, cái góc tối, góc tùm lum hết của gia đình mình, miễn sao những cái bộc lộ đó nó không ảnh hưởng tới tương lai phát triển của mấy đứa bé là được. Nghe là mình kể một cái câu chuyện hoàn toàn chân thật cho khán giả đó, chứ không phải là mình đang xấu tự nhiên mình làm cho nó đẹp lên rồi mình quay đâu, hiểu không? Yeah, nên là anh hy vọng là thời gian sắp tới thì mình sẽ chỉnh lại ha, mình làm thế nào mình kiếm một câu chuyện nó thật thà nhất. Và anh thấy là khuôn mặt em rất là thật thà đẹp trai. Các bạn có thấy điều đó không? Khuôn mặt ép mày quay một cái clip như thế này, tâm sự hết sức là rõ ràng. Vì sao kênh Song Thinh Thiên Thần, một cái kênh mà anh rất là kỳ vọng, kênh mà đạt nút bạc trong vòng có một tháng trời, các bạn biết không, nút bạc của YouTube nghĩa là 100.000 người đăng ký kênh phải mất ít nhất, thường một người năng lực bình thường phải mất ít nhất là phải 9 đến hơn 1 năm trời mới đạt được. Kênh này từ khi mà lập kênh, Phú lập kênh chỉ trong vòng 1 tháng là đạt được nút bạc rồi, kinh khủng, hơn cả Úc Mini, hơn cả Quyền Hờ Rê, hơn cả những người xuất sắc mà Phú từng thấy luôn. Nhưng mà bây giờ là thu nhập không như kỳ vọng. Bây giờ một tháng là em thu nhập khoảng nhiêu, em nói thiệt luôn nữa. Tháng vừa rồi em lãnh, tháng vừa rồi là hơi cao, tháng vừa rồi em lãnh được 12 triệu mấy á. Ừ. Dạ, cũng 12 triệu mấy mà hơi cao hả? Hơi cao mấy tháng trước. Giống lương công nhân có gì đâu cao. Nhưng mà theo thu nhập á, ở mấy khoảng 6 tháng, 7 tháng gần đây á, là cái mức đó là ổn, ổn hơn lúc trước nhiều. À. Dạ, là cũng có một phần về đây em đỡ cái phần thầy chi phí rồi, nó nhiều lắm. Đỡ nhà nè, chủ yếu là chú lo tiền sữa với tiền học cho mấy đứa không à. À, hai chồng em cũng nhẹ đi, cũng đỡ hơn nhiều. Thôi chắc có lẽ mình bây giờ nói thật xíu ha. Dạ. Anh thì thích nói thật thôi, tức là ban đầu lúc mà Phú xuống dưới đây á, Phú dẫn chương trình rất là hùng hậu, giống như là nhờ cái sự giúp đỡ lập kênh của Phú thế này thế kia, là bạn may rồng xây được căn nhà. Nhưng mà khi mà Phú ngồi vỡ ra, tức là hai bạn làm YouTube cũng không thành công mấy. Mặc dù cái tháng đầu tiên may nhớ không? Yeah. Cái tháng đầu tiên mà anh lập kênh xong mà anh gửi tiền rồi, cái tháng thứ hai là trong tháng 1 tháng 2 thời đó là một tháng anh kiếm bao nhiêu tiền? Tháng thứ hai em lãnh hình như là đâu tới 70 mấy triệu á. À, mấy 50 triệu, 70 mấy triệu. Một tháng kiếm được 70 mấy 80 triệu. Hồi đó em mới dũng cảm về quê đúng không? Dạ. Nhưng mà về quê xong mới còn 10 triệu à. Các bạn thấy một cái sự sụt giảm không? Anh xuống anh nghe anh cũng bất ngờ. Vì sao như vậy? Tức là anh nghĩ nó sâu xa là về cái cách mình show ra, nghĩa là về cái cách mình thật thà, hoặc là mình dũng cảm tiết lộ khán giả về cuộc sống mình đó. Dạ. À, chứ không phải về kỹ thuật quay thế này kia đâu. Khán giả cảm thấy giống như là mây với rồng còn giấu khán giả thế này thế kia. Bây giờ mình dũng cảm mình sống cuộc đời nó vui vẻ tận hưởng đi, thì nó có cản trở gì trong ý nghĩ của em không nhỉ? Thì em cũng quay cuộc sống thường ngày bình thường thôi, nhưng mà chủ yếu là em chỉ muốn lưu lại những kỷ niệm là vui vẻ bên các con bình thường, là vui chơi bình thường hết.
nhưng mà cuộc sống theo sinh hoạt hàng ngày á cũng hạn chế, em cũng hạn chế quay nhiều lắm. Những có những cái mà mình hai chồng em muốn giữ đó thôi, nhưng mà không có muốn không muốn đăng lên đúng không? Dạ dạ. Thì vậy là vấn đề mình xác định cái ranh giới á, cái nào mình công khai được và cái nào riêng tư. Dạ dạ. Và anh nghĩ em nên công khai nhiều hơn và riêng tư ít lại. Những cái gì nó thực sự riêng tư thì nó riêng tư, không? Bởi vì là sao? Những người mà thực sự yêu mình, người ta họ có nhu cầu là hiểu hơn về cuộc sống của gia đình, hiểu không? Chứ người ta không có nhu cầu là lúc nào em cũng dẫn con cái đi dạo ruộng thế này thế kia. Người ta muốn hiểu sâu về cuộc đời của em á. Bởi vì cả Việt Nam, thưa các bạn, cả Việt Nam không có một cặp song sinh thiên thần nào đẹp như là Tâm Tâm hết. Và Phú xuống đây, mỗi lần mà Phú xuống đây, Phú cảm thấy cảm xúc mình lâng lâng. Bởi vì gặp được là mây của rồng, một cặp rồng mây, mây rồng đẹp, rồi sinh ra hai đứa con thiên thần rồi, giống như là một cái câu chuyện cổ tích trong cuộc đời, có thật luôn á. Thì á, nên là cái thông điệp của video này á, là muốn nhắn gửi là sở dĩ mà cái câu chuyện của rồng mây mà chưa được lan truyền, chưa được tiếp xúc với nhiều khán giả là do là rồng mây chưa thực sự cởi lòng. Và em có cam kết anh là sắp tới là em sẽ mở cái cửa lòng để khán giả có cơ hội tiếp xúc và hiểu hơn về cuộc sống gia đình không? Dạ dạ.